mày. Chị được mà cầm cái xin mời. Anh không à, tiền đường là cầm cái máy đi cho ông làm việc ở dưới kia nhá. Ông bấm phát con. Ôi ăn đi, ăn xong đi học, tí muộn rồi. Đúng không? Uống nước xong là đi học nhá. Xong là ông cầm cái máy đi về ở dưới nhá. Ông đi làm. Này. Được chưa? Ông cầm cái xô này. Bông mấy tiền? Bốn tiền. Bốn tiền. Đi về muộn đấy nhỉ? Máy để đây cho. Có lấy tiền đi học không đấy? Có. Hả? Hiểu nhá. Bye bye đi. Hả? Bye bye.
lên trên kia cắt xe đạp xong là đi hai rau nhé. Hai dao về sớm nhé. Vâng. Ừ. Lấy nhiều nhiều vào nhé. Vâng. Được đâu không? Đó. Đâu tên nào? Vâng. Con cháu đi nhặt ở bờ mương ấy ông ạ. Bây giờ lên lều đi. Vâng. Đi lên, lên trên lấy cho ông một cốc nước nhá. Vâng. Lấy cho ông một cốc nước nhá. Ông ơi uống nước đi. Đó cho ông ấy. Đâu 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 đâu. Xin chào, xin chào. Ông về rồi. Ờ. Hôm nay ông nào có mệt không ông? Có. Đi xong là lấy thóc đi chăn gà nhá. Thóc đi chăn gà đi nhá. Thank you.
Hôm nay nhà mình ăn món gì được không? Lấy có cái dầu măng cuốn sáng nay vẫn còn. Chắc là chuồng gà nó để trứng rồi đúng không ạ? Bọn cháu thích ăn trứng á. Mình tí đi tìm xem nếu mà có thì lấy về đán nữa nhá. Với là làm cái dầu canh này nữa nhá. Ok. Đây. Ui măng còn nhiều lắm em ạ. Xem là cơm chín chưa? Ui nồi cơm chín rồi. Chín nhỉ? Vâng. Đấy, thử thử xem. Đâu làm ơi, lấy đèn pin về đi lấy chứ. Ê. Làm món trứng nữa là hết nha. Có mấy quả đi lắm? 8 quả ông ạ. 8 quả à? Vâng. Thế lấy 4 quả đi. Vâng. Sau em làm cái này này, lấy một ít nước mắm xuống, vâng. Xong là khoáng nhá. Vâng. Ừ. Lần sau mới biết làm. Được rồi, tầm này được rồi. Cho xuống nhiều nhiều một tí. Mỗi người làm một món. Lam ơi lấy dầu về cho em. Ừ, đây dầu đây. Bây giờ cho dầu sôi xong là dầu vào. Bây giờ em xào qua đi. Thế nào, sắp xong chưa? Xong rồi ạ. Ngon không? Ủa? Cái món dầu dớ này. Vâng. Đấy, tập làm cho nó thành thạo nhỉ. Chào quang. Cơm. Vâng, ăn trước đi. Ừ. Ui giời, ngon quá nha. Ừ, ui giời. Cháu mời ông ăn cơm. Vâng, ăn cơm đi. Cơm, em mới chỉ ăn cơm. Xem nào, món này có ngon không? Ừ, ngon đấy. Ông trước có bàn nào về mua cam xinh gái lắm không ạ? Ông đi làm quen đi. Được. Nhưng mà bà thì có xinh gái được không? Có.
Thì ông nào bảo ông đi tán nhá. Vâng. Bà tên là gì? Cháu Nguyễn. Không biết á? Vâng. Ông cũng đi phát nương ăn hết cơm. Hai đứa này cũng đói lắm rồi nhá. Bây giờ đã ăn xong rồi, ngày mai thì có khi là ông ngủ muộn một tí thì hai cháu cứ đi học trước nhá. Vâng. Nhá. Bây giờ ăn xong rồi, bây giờ chơi chơi oán tù tì, ai thua thì đi rửa bát nhá. Nào, vâng. Oán tù tì ra cái gì, ra cái này. Nào, quán nữa. Oán tù tì ra cái gì, ra cái này. Ai thua? Hả? Đều. Oán tù tì ra cái gì, ra cái này. Nào, làm thua thì rửa bát nhá. Đấy. Rửa bát xong là học bài, học bài nhá. Đấy, không để ông lau cái bàn này đi ra. Lấy cái nồi. Lấy cái nồi đi. Thay nhau rửa nhá. May quá hôm nay em thắng không phải rửa bát rồi. Được. Sẽ có một ngày nào lại được rửa em không có gì rửa. Đâu nhỉ. Vâng. Rửa xong bát rồi em ơi. Và chơi với em đi. Vui quá. Thôi hai chứa chơi thế này thôi, vào học bài đi nhá. Chí khuyên. Đấy, vào học bài đi. Vào ngủ trước nhá. Học bài chơi học bài đi. Ngày mai em mấy tiết đấy? Em 4 tiết chị ạ. Chị cũng 4 tiết, mai hai chị em được về cùng nhau rồi nhỉ? Vâng. Xong hai đứa hai cháu một tí ngủ thì đóng cửa vào nhá. Ông đi ngủ trước thôi nhá. Nhá. Vâng. Học thuộc bài chưa? Ông đóng cửa cho nhá, tí ngủ không quên đấy nhá. Ok. Hai đứa ngủ chưa? Để ông tắt điện đi ngủ đây. Vâng, mà cháu ngủ rồi ạ. Vâng. Thế ông tắt điện nhá. Vâng.
cũng vừa đi làm về. Nóng quá nên đâu nóng không? Không ạ. Nóng không? Nóng lắm không? Đó. Đi 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 cất cặp đi. Đi. Nó trèo lên tận chị này em ơi. Vâng. Dạ. Vâng. Có nhiều nước nhỉ chị nhỉ? Ừ. Cam bây giờ chín rồi có nhiều nước rồi đấy. Ông ơi ông vào uống nước cam. Vâng, hai cháu uống trước đi. Vâng. Ngon không? Có. Ui giời, đã khát nước. Ngon quá. Nhờ uống nhờ. Làm dọn đi nhá, xong là một đứa đi lấy thóc đi chăn gà nhá. Lam ơi về đây xem em bắt được con gì này. Ui em bắt được con gì á? Em không biết đẹp. Con này con ngoé. Ui ngoé. Đẹp thật đấy. Đẹp thế. Con ngoé. Ông cho hay là ông cho bọn cháu nuôi đi. Con này nuôi không được đâu. Chỉ thả nó đi đi nhá. Thôi ông cho bọn cháu nuôi đi. Nuôi như thế nào được? Thả nó đi nhá. Dễ thương quá. Nước à? Ông ơi con ngoé này nó bình thường nó ăn gì ấy không? Ông không biết được, nó ăn các côn trùng lung tung. Cho vào ấy đi, cho vào ấy xong là đi tưới hoa trước. Đây.
ngoài trước nhá. Và tưới đi chị. À, tốt thật đấy.
Đi học về muộn đấy. Ông về ông nước về làm gì không? Ông hôm nào đi bắt nước ở trên núi xuống. Đây bẩn lắm. Vâng. Sao là hộ ông nhá? Vâng. Ông nhớ... bố mệt không ông? Có. Nếu không thì gà nó vào xung quanh này bẩn lắm. Vâng. Bây giờ lấy lưới về căng cái này. Cháu lấy nước cho ông uống nhá. Ok. Thêm à? Ừ. Ừ. Đi vào cất em không? Ừ. 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 Cắm đi, cắm. Cắm đầu nào ấy không? Cắm đầu nào cũng được. Dọc cái này đi, dọc cái này đi. Cắm chỗ này à ông? Ừ. Thắng chưa? Thắng xong là đâm đi. Quá chuột luôn. Ừ. Đấy. Nào, cầm này chơi cho ông nhé. Không đủ đâu. Đấy, cầm móc vào đây. Cái này là phải làm hai bên đấy. Nào, cứ móc tạm vào đây. Kéo đi, kéo. Thôi là ăn no rồi, hai chị em mình về đi.
Sao lại leo lên trên đấy nhỉ? Hả? Con chó đuổi bọn cháu. Ôi nó cà phê. Xuống đi, xuống đi, xuống đi. Xuống đi tí ngã chết. Xuống, xuống. Xuống. Ngã. Bụng xuống đi mày. Tại con chó. Tại con chó.